Trở lại chương trình của bản tin ngắn có vẻ như ông Joe Biden. Ông Joe Biden thì ấy cha cha cha. Ông làm bộ ông đi thăm cái công đoàn về ô tô. Joe Biden đến thăm công nhân ô tô đang đình công ở Michigan trong 12 phút. 12 phút trước khi lên đường đến buổi gây quỹ khu vực tại vịnh giàu có. Bây giờ tôi nói với vị, toàn là photo up, toàn là những kẻ đạo đức giả. Nhưng mà đạo đức giả nhất là cái thằng chủ tịch công đoàn, cái thằng mà Fanny ủng hộ cho cái đảng Dân Chủ đó, nó sát cánh cùng với ông Biden. Ông Joe Biden đã đến thăm công nhân ô tô đang đình công tại Michigan chỉ trong 12 phút vào ngày thứ Tư trước khi lên đường cho một buổi gây quỹ tại California. Ông Biden đã không đi chơi dù nửa giờ với thành viên của công đoàn United Auto Workers tại quận Wayne. Cái chương trình phát sóng của sự kiện từ báo Washington Post cho thấy ông Biden đến khi những người diễn hành vòng tròn về hô vang chúng tôi muốn gì, hợp đồng khi nào chúng tôi muốn nó hiện nay. Biden đã phát biểu từ một chiếc loa phóng thanh đơn giản chỉ một phút sau khi bước vào và chuyển sang cho chủ tịch công đoàn ông Fan. Mọi người hãy kiên trì nhé, bạn xứng đáng nhận được mức lương tăng đáng kể của bạn và lết của bạn. Hãy kiên trì nhé, đi cho bán mẹ cái công ăn việc làm của tôi bay cho Trung Cộng, cho tôi bay chết mẹ tôi bay luôn. Ngơ bỏ mẹ luôn. Tới ngày hôm nay mà tụi nó vẫn không thức tỉnh được. Rồi cuối cùng đi gây quỹ cái đám ở California này làm gì, để bán công ăn việc làm cho Trung Cộng. Từ từ nó bán hết, tụi mày không còn một cái quần để bằng. Ông ấy nói ngắn gọn một lần nữa trong sự kiện 12 phút khi ông ấy đến, The Daily Mail đưa tin, khi bài hát Small Town của ông John được phát hành. Như tờ báo Breitbart News ghi nhận, các công nhân ô tô đình công được tăng lương so với GM, Ford và Stellantis. Trong khi đó, sau cuộc gặp ngắn gọn với công đoàn, ông Biden đã đáp máy bay đến California bằng chiếc Air Force One để tham dự buổi gây quỹ của đảng Dân Chủ tại Bay Area, nơi mà chiếc vé bắt đầu là khoảng $5,000 và giới hạn mức $100,000, limited. Ở Bay Area, NBC News đưa tin, giáo sư và nhà phân tích chính trị của Cal State nói với hãng tin bữa tối trị giá $100,000, thứ mà thật sự 99% người Mỹ không có hy vọng tham gia. Thực tế là những người khu vực đó có thể kiếm được nhiều cái loại tiền đó. Nói cho bạn biết chính xác tại sao ông ấy tổ chức một cuộc họp vận động tranh cử tại bang, tại vùng vịnh này. Cái chuyến thăm của ông Biden ở Michigan diễn ra chỉ vài ngày trước khi ông Trump chuẩn bị xuất hiện từ công đoàn. Ông Trump đã nói rằng lừa đảo ô tô điện đang bán những công đoàn xuống cống. Và đó là chính xác 100% về điều này. Và đó là bản tin ngắn. Chào tạm biệt.